một trong ba xưởng sơ chế sợi chuối ở xã Khai Thái. Các máy xẻ thân chuối, máy tuốt sợi chuối, máy ép bã chuối đều được chế tạo trong nước. Sản phẩm chính của hợp tác xã Khai Thái là sợi chuối không qua xử lý, chỉ phơi khô. Phế phẩm cuối cùng được ngâm ủ thành phân hữu cơ. Toàn bộ thân, bẹ lá đến sơ sợi chuối cũng được sử dụng hết. Trước kia thì vùng quê này thì chuối thì rất nhiều, nhưng mà chỉ có bán quả thôi, còn thân cây thì dọn rồi, mất tiền thuê người dọn đi để bỏ đi. Nhưng nay tận dụng được hết tơ thì sợi thì làm ra các mặt hàng, còn cái tơ của nó ra thì làm phân rồi thì làm giấy. Nước thì ủ ra làm phân vi sinh. Ngoài xuất bán dạng thô, sợi chuối được các tổ viên hợp tác xã cắt, bó, đan thành hàng chục sản phẩm dân dụng, thủ công mỹ nghệ được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Lần đầu tiên, 50 nông dân xã Khai Thái tranh thủ lúc nông nhàn, vừa học, vừa làm nghề mới, tăng thu nhập. Công việc nó cũng không đáng là vất vả lắm, mà cũng không phải là nặng nhọc lắm. Nói chung là làm thì, nói chung là công việc thì nó cũng phù hợp với công việc và phù hợp với người đâu. Cũng không nặng nề lắm mà cũng không độc hại, đạt công 100. Dai chắc như sợi đay, mềm mượt như xe từ tơ, từ bông. Sợi tơ chuối có thể đan dệt thành ghế, giỏ, lọ, túi, các mẫu vật trang trí giàu tính mỹ thuật, lành tính và thân thiện với môi trường. Tăng thêm thu nhập cho bà con, tạo công ăn việc làm cho gần 50 hộ có công việc làm thường xuyên. Một tháng, hợp tác xã Khai Thái giải quyết được khoảng 300 tấn thân chuối, thu được 3 tấn sợi và đan dệt được khoảng 2.000 sản phẩm. Từ khi có nghề làm sợi chuối, xã Khai Thái đã không còn cảnh bỏ cây chuối vất vả mà vẫn ô nhiễm môi trường như trước kia.